6 lời khuyên dành cho người trẻ của giáo sư gốc Việt từng đứng trong top 10 những người sáng tạo nhất thế giới cùng Bill Gates, Steve Jobs, đọc thấm từng chữ. Giáo sư John Vũ Nguyên Phong là một nhà khoa học nổi tiếng ở Mỹ, đứng trong top 10 người sáng tạo nhất thế giới mà đứng đầu là Bill Gates và Steve Jobs. Ông chính là người dịch tác phẩm nổi tiếng Hành trình về phương Đông, một trong những tác phẩm hay nhất về phương Đông từ trước đến nay. Giáo sư John Vũ cũng là một người rất quan tâm đến khoa học công nghệ, với trên 10.000 bài viết đã được đăng trên blog Science Technology. Hiện nay, giáo sư John Vũ Nguyên Phong kiêm viện trưởng viện nghiên cứu phần mềm của Đại học Carnegie Mellon, và là nghiên cứu viên kỹ thuật và kỹ sư trưởng công nghệ thông tin tại Boeing. Trước khi công tác tại tập đoàn Boeing, ông John Vũ Nguyên Phong làm việc tại Teradyne Semiconductor, Hewlett-Packard, Litton Industries, Motorola và GTE. Cũng chính giáo sư John Vũ là dịch giả phóng tác bộ sách Hành trình về phương Đông, Đường mây qua xứ tuyết, Ngọc sáng hoa sen, Trên đỉnh tuyết sơn, Trở về từ xứ tuyết, Hoa trôi trên sông nước, Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng, Dấu chân trên cát, và những cuốn sách dành cho sinh viên học sinh là Khởi hành, Kết nối, Bước ra thế giới, Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt, Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ. Năm 2017, một năm sau khi ngừng sử dụng mạng xã hội, giáo sư John Vũ bắt đầu viết tác phẩm đầu tiên Thức tỉnh nhân quả muôn kiếp nhân sinh với vai trò là tác giả và đã tạo nên một hiện tượng xuất bản hiếm có ở Việt Nam 2020. Mới đây, giáo sư John Vũ đã có những dòng chia sẻ gửi tới thế hệ trẻ Việt những người ông đặc biệt dành sự quan tâm, ưu ái. Dưới đây là những chia sẻ của ông. Thế giới của ngày mai đang và sẽ rất khác so với ngày hôm nay. Tuổi trẻ một đời người là quý nhất đã qua đi không bao giờ trở lại. Nhưng ở một góc nhìn khác hãy trẻ trung, rộng mở trong tâm hồn dù năm tháng thời gian có trôi qua dù bạn vẫn có thể chưa kịp hiện thực một số việc cần làm. Bởi vì chỉ có người trẻ và có tâm hồn trẻ mới chịu học hỏi, thay đổi và điều chỉnh mình. Người lớn tuổi hay người già trong tâm hồn làm điều đó khó hơn rất nhiều. Với nhân cách, tính cách, ý chí mạnh, bạn sẽ có khả năng vượt qua tất cả để làm nên điều lớn lao. Các bạn trẻ thân mến, khi nhiều người trong các bạn đang nhìn tới tương lai, bạn nên biết rằng thế giới của tương lai sẽ rất khác với thế giới của ngày nay. Những biến cố đang diễn ra trên thế giới này từng ngày đã minh chứng cho điều đó. Cho dù là sinh viên, bạn cần được chuẩn bị để giải quyết với những khác biệt này. Bạn sẽ phải đối diện nhiều vấn đề, nhưng phần lớn vấn đề sẽ không được giải quyết bởi một cá nhân, một công ty, hay thậm chí bởi một quốc gia mà bởi tập thể nhiều người và nhiều nước cùng làm việc với nhau. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi không thấy khả năng của điều đó sẽ xảy ra vì cách nhìn của nhiều người vẫn còn giữ cái nhìn cô lập, hạn hẹp. Một người quản lý cấp cao có lần đã nói với tôi, nếu điều đó không xảy ra cho tôi không phải lo nghĩ về nó. Nhưng tôi hy vọng rằng là người có giáo dục, bạn và những bạn trẻ thuộc thế hệ của bạn sẽ có cái nhìn khác. Vấn đề thứ nhất mà nhiều người trong các bạn sẽ phải đối diện là việc phá hủy môi trường. Mặc dù nó xảy ra ở mọi nơi, ở mọi nước, nhưng một số nước có vấn đề nghiêm trọng hơn các nước khác. Ngày nay, nhiều con sông, ao, hồ và thậm chí cả đại dương bị ô nhiễm cao bởi các chất phế thải độc hại của các cơ xưởng. Theo một số khảo cứu, trong vòng 10 năm tới, không sinh vật dưới nước nào có thể sống sót được trong loại nước độc này và điều đó sẽ gây ra sự thiếu hụt lương thực và nạn đói. Một nhà kinh tế nổi tiếng đã cảnh báo, các nước có đủ lương thực và nước sạch sẽ kiểm soát thế giới trong thế kỷ 21. Chẳng bao lâu thế hệ các bạn sẽ đối diện với những câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường độc thế và không có nước sạch? Điều gì sẽ xảy ra nếu đất nước đối diện với nạn đói và khan hiếm lương thực? Điều gì sẽ xảy ra một khi suy thoái kinh tế toàn cầu phải đến? Bạn có thể chấp nhận được quan niệm rằng một khi nếu nó chưa xảy ra, bạn không phải lo nghĩ về điều đó phải không? Vấn đề thứ hai là mất việc làm do tiến bộ công nghệ. Với các cơ xưởng được tự động hóa đầy đủ và robot thông minh, không chỉ công nhân cơ xưởng sẽ mất việc của họ, mà cả công nhân văn phòng cũng mất việc. Với tiến bộ của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều máy móc đang trở nên thông minh hơn và có thể làm được nhiều điều mà con người không thể hình dung được chúng có thể làm. Nhiều tháng trước, tại Carnegie Mellon, chúng tôi đã lập trình cho nhiều robot chơi cờ dùng thuật toán thông minh phức tạp. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là các robot học cách lừa lẫn nhau để thắng trò chơi. Trong nhiều năm, robot chỉ làm bất kỳ cái gì chúng ta lập trình cho chúng làm. Nhưng gần đây sau khi chúng tôi thêm các thuật toán học máy thì robot có thể nghĩ cho bản thân chúng. Đột nhiên, chúng tôi quan sát thấy rằng nhiều robot bắt đầu cộng tác với robot khác để lừa. Bây giờ chúng ta đang đối diện với nhiều câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo sẽ vượt trí tuệ con người? Điều gì sẽ xảy ra khi robot thông minh hơn con người?
Trong nhiều năm dạy ở nhiều nước, tôi đã thấy nhiều việc làm biến mất và bị thay thế bởi các quy trình tự động hóa, nhưng bao nhiêu người chú ý tới vấn đề thất nghiệp cao trong các công nhân lao động và những người có việc làm đang bị thay thế. Cách nhìn của họ là nếu nó không xảy ra cho họ, họ không lo nghĩ về nó. Nhưng bao nhiêu người đã thấy hiệu quả tàn phá của thất nghiệp cao trong những thanh niên mà không có hy vọng và không có tương lai? Mùa hè năm ngoái, tôi đã có buổi nói chuyện tại cuộc hội nghị giáo dục và đã nêu ra vấn đề này. Một người trong các thính giả đã bình luận, tại sao ông bận tâm tới vấn đề thất nghiệp trong cuộc hội nghị về giáo dục? Đó là vấn đề của chính phủ và vấn đề kinh tế, không phải vấn đề giáo dục. Tôi trả lời, không thưa ngài, nó là vấn đề của chúng ta vì nếu chúng ta không giải quyết vấn đề giáo dục để cung cấp việc làm cho mọi người, chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề của những người không có tương lai, không việc làm, không phương hướng và ông nghĩ những người giận dữ này sẽ làm gì? Ông có thể thấy câu trả lời rõ ràng trong một số nước ở Trung Đông và Châu Phi nơi những kẻ cực đoan và kẻ khủng bố đang hoạt động bây giờ. Nếu mọi người không được giáo dục thích hợp về việc bảo vệ môi trường của họ, chúng ta sẽ phải giải quyết các vấn đề về nạn đói và bệnh tật lan khắp thế giới. Nếu mọi người không được giáo dục thích hợp để cho họ có thể làm cho việc sống khá lên và chăm nom tới gia đình họ, chúng ta sẽ phải giải quyết các vấn đề về các hoạt động chống đối xã hội hay thậm chí những kẻ khủng bố lan rộng từ nước này sang nước khác. Điều này không phải là vấn đề của bất kỳ nước nào mà là vấn đề của toàn thế giới, và cả hai nguyên nhân và giải pháp là có liên quan tới vấn đề giáo dục. Khi tiến bộ của công nghệ bùng nổ khắp thế giới, hệ thống giáo dục phải thay đổi nhanh chóng để đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. Nó phải thay đổi từ cách tiếp cận truyền thụ tri thức truyền thống sang cách tiếp cận giải quyết vấn đề. Hiện thời, chúng ta có nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhưng phần lớn trong chúng sẽ không được đề cập tới bởi cá nhân, bởi công ty hay thậm chí bởi một nước mà bởi tập thể những người và nước làm việc cùng nhau. Để làm điều đó, chúng ta cần thay đổi cách nghĩ của chúng ta từ cách nhìn cô lập sang cách nhìn tập thể. Hệ thống giáo dục hiện thời phải thay đổi từ việc tập trung vào cá nhân, nơi học sinh ganh đua với người khác, sang tập trung vào sự cộng tác, nơi họ làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề vì chúng ta đang sống trong thế giới được kết nối, nơi mọi thứ đều có quan hệ. Bất kể bạn sống ở nước nào hay bạn học lĩnh vực nào, mọi học sinh đều phải trở thành người học cả đời để giữ cho tri thức của họ được cập nhật. Thanh niên phải đọc nhiều hơn, học nhiều hơn, để phát triển tri thức và kỹ năng đúng để sống sót trong thế giới cạnh tranh này. Tuy nhiên, giáo dục không những phải cung cấp tri thức và kỹ năng kỹ thuật mà còn phải tập trung phát triển thế hệ mới với những người tốt nghiệp có tính cách đạo đức và luân lý mạnh. Trường học phải là nơi phát triển học sinh trong cả kỹ năng và tính cách. Học sinh có tri thức sâu và tính cách mạnh có thể làm lợi cho xã hội và nhân loại, nhưng tính cách đạo đức là quan trọng hơn vì người kỹ thuật mà không có tính cách đạo đức có thể gây hại cho xã hội và đất nước. Là sinh viên, các bạn cần có phương hướng rõ ràng, động cơ mạnh và đủ kiên nhẫn để theo đuổi các mục đích giáo dục của bạn. Bao giờ cũng sẽ có những thứ lỗi thời và khó khăn trong bất kỳ cái gì bạn làm, nhưng với tính cách đạo đức mạnh, bạn sẽ có khả năng vượt qua tất cả để làm điều lớn lao. Chỉ bằng việc đạt tới điều đó, bạn sẽ không làm thất vọng gia đình bạn và mọi thầy cô những người đã nuôi dưỡng và giáo dục bạn. Vì bạn là tương lai của đất nước, tôi muốn dành cho bạn đôi lời khuyên. 1. Học cách nói ít đi, bất phản ứng nhanh và lắng nghe, phân tích nhiều hơn thì bạn sẽ học được và trưởng thành nhiều hơn. 2. Học cách đặt câu hỏi khác đi để có thể hiểu mọi thứ sâu sắc hơn. 3. Học nghĩ theo góc nhìn và hoàn cảnh của người khác để bạn có thể hiểu họ và biết cảm thông với họ. 4. Học cách sống đúng với chính mình, thực thà và chân thực với bản thân. 5. Học cách giúp đỡ, khi bạn giúp người khác, trái tim chúng ta sẽ rộng mở hơn, vì bạn có thể làm cho người khác và bản thân bạn hạnh phúc hơn. Giúp người hay trao tặng sẽ mang đến niềm vui thực sự cho cả người trao lẫn người nhận. 6. Không sống gấp, vội vàng, mà hãy nắm bắt khoảnh khắc để khám phá, tận hưởng niềm vui cuộc sống. Không vội vàng, băng quá nhanh hay lệ thuộc vào các thứ trong cái smartphone sẽ cho phép bạn cảm nhận được điều kỳ diệu vốn rất đẹp của vạn vật. Trong đời chúng ta như ngắm cây xanh, nhìn hoa nở, tận hưởng trăng tròn, vẻ đẹp của bình minh, hoàng hôn. Qua việc cảm nhận sâu sắc như thế về tự nhiên, chúng ta sẽ dần dần trở nên đích thực với chính mình hơn. Một khi bạn trở nên đích thực với chính mình hơn, bạn sẽ có khả năng xây dựng cuộc sống kỳ diệu với nhiều cảm hứng, niềm vui và ít hối tiếc, khổ đau hơn rất nhiều. Theo trí thức trẻ, ha ha ha,